Ông Lý Quang Diệu, nếu thắng trong cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong phát triển kinh tế. Năm 2007, trong chuyến thăm Việt Nam, ông Lý Quang Diệu đã gợi mở nhiều ý tưởng, đặc biệt là các ý tưởng về giáo dục như trọng dụng nhân tài, học tiếng Anh và quan điểm phát triển giáo dục. Ông Diệu khẳng định nếu thắng trong cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong phát triển kinh tế. Giữ chân người tài, điều gì đã làm nên kỳ tích mà mọi người dân Singapore ngày nay đều ca ngợi mỗi khi nhắc đến thủ tướng đầu tiên của họ? Có thể nói, chính sách xuyên suốt và quan trọng hàng đầu mà ông Lý Quang Diệu áp dụng và cho đến tận bây giờ các thế hệ lãnh đạo Singapore vẫn kiên trì theo đuổi. Đó chính là trọng dụng nhân tài. Quan điểm của ông Lý Quang Diệu về trọng dụng, thu hút nhân tài đã được Singapore thực hiện triệt để, rất có hiệu quả. Không chỉ tập trung vào đào tạo và phát triển người tài ở trong nước, Singapore còn đẩy mạnh thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới với những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ làm việc, định cư lâu dài và nhập quốc tịch Singapore dễ dàng. Năm 2007, chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tới Việt Nam đã gợi mở nhiều ý tưởng, trong đó đặc biệt có ý nghĩa là các ý tưởng về giáo dục. Nếu thắng trong cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong phát triển kinh tế, ông Lý khẳng định. Cuối những năm 1970, ở Singapore, khoảng 5% người có trình độ ra đi, khó khăn về nguồn nhân tài trở nên trầm trọng khi các quốc gia phương Tây thay đổi chính sách nhập cư, chấp nhận người di dân từ châu Á. Trong khi lãnh đạo một số quốc gia trong khu vực lúc bấy giờ có vẻ vui mừng cho rằng hiện tượng chảy máu chất xám thực chất là chảy máu những rắc rối, thì ông Lý Quang Diệu ráo riết thực hiện chính sách giữ người tài trong nước và thu hút ngoại lực cho những công việc mà nền kinh tế đang cần. Ông cho lập hai ủy ban, một ủy ban có nhiệm vụ giúp những người có năng lực làm đúng nghề và một ủy ban kết hợp họ lại thành một xã hội với những người xuất sắc. Ủy ban này cố gắng thu hoạch sớm bằng cách đề nghị việc làm ngay trước khi tốt nghiệp. Ngoài ra, còn lập hai cơ quan thu hút nhân tài từ Ấn Độ và các nước trong khu vực nhằm giữ chân người có trình độ và thu hút thêm nhân lực có khả năng ở bên ngoài. Chính phủ của ông cũng bãi bỏ quy định cấm nữ công dân Singapore đưa chú rể nước ngoài nhập cư. Nếu không lấp vào chỗ trống bằng những tài năng nước ngoài, chúng tôi không làm cho đất nước vươn lên hàng đầu được. Họ chính là những megabits bổ sung cho chiếc computer Singapore, ông Lý Quang Diệu chia sẻ. Tiếng Anh là then chốt, một trong những quyết định được cho là then chốt để Singapore bắt nhịp sự phát triển của thế giới. Đó là chọn tiếng Anh là một trong bốn ngôn ngữ được sử dụng chính thức ở đảo quốc sư tử. Ông Lý Quang Diệu từng nói, nắm vững tiếng Anh đó là chìa khóa để giành lấy tri thức, công nghệ cao của phương Tây. Ông Lý Quang Diệu còn tận dụng ngay bộ máy hành chính mà người Anh đã xây dựng ở Singapore trong hơn 100 năm đô hộ nhằm thu hút mọi di sản của một nền hành chính hiện đại. Làm thế nào để không tụt hậu? Trả lời câu hỏi này, ông Lý Quang Diệu nói, chỉ có một cách, đó là phải nói tiếng Anh. Các trường học ở Singapore đều dùng tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc. Với chính phủ Singapore, việc chọn tiếng Anh đóng vai trò như ngôn ngữ làm việc, giúp ngăn chặn nảy sinh xung đột sắc tộc, đem lại ưu thế cạnh tranh. Để đem lại ưu thế cạnh tranh, theo ông Lý, thì phải kiên trì theo đuổi chính sách nhiều tiếng nói một ngôn ngữ. Để đưa tiếng Anh vào trường học, ngày nay Singapore có lợi thế lớn là nhờ vậy. Đây là một phần thưởng ngoài dự đoán của Singapore khi thực hiện quy định này. Theo ông, Đại học Việt Nam nên có sách giáo khoa tiếng Anh ở các ngành quan trọng như kỹ thuật, công nghệ, vân vân. Bởi nếu chỉ dùng sách Việt Nam thì chắc chắn sẽ tụt hậu. Nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu. Ông Lý đã thể hiện rất rõ quan điểm về giáo dục là luôn giáo dục để thừa chứ không phải để thiếu. Nếu tính toán đào tạo đủ, chúng ta sẽ không thể cung cấp đủ cho nhu cầu của thị trường. Để chứng minh điều này, ông đưa ra dẫn chứng Malaysia hiện nay đang đối mặt với sự trì trệ bởi lẽ những ngành công nghiệp cũ không phát triển được nữa, trong khi đòi hỏi cho ngành công nghiệp mới chưa được đáp ứng đầy đủ và Malaysia đang phải trả giá cho việc đào tạo thiếu của mình. Nếu được hỏi để cố vấn, tôi cho rằng chính phủ Việt Nam hãy gửi sinh viên miền Bắc từ Hà Nội, Hải Phòng, vân vân vào miền Nam để họ học cách kiếm tiền, cách kinh doanh. Đây là cách tốt để bắt đầu tham vọng. Và ngược lại,
tìm những tinh hoa ở thành phố Hồ Chí Minh cấy vào các trường đại học ở miền Bắc, ở Hà Nội. Ông Lý đã hiến kế cho nền giáo dục đại học Việt Nam như vậy. Cũng theo ông Lý, dù làm bất kỳ công việc gì, dù là bác sĩ, kỹ sư, vân vân, thì sinh viên cũng cần được đào tạo đầy đủ, cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để làm việc. Khi nhận xét về sinh viên Việt Nam, ông Lý không tiếc lời khen lực lượng sinh viên Việt Nam chăm chỉ chịu khó, luôn là những sinh viên hàng đầu. Tại các trường đại học của Singapore, khi họ đến đây để tham gia chương trình đào tạo theo học bổng hoặc theo hình thức du học,